có phải thám tử lừng danh Conan đã dần trở nên nhàm chán và nhạt dần? Bộ manga trinh thám kinh điển của họa sĩ Gosho Aoyama là Thám tử lừng danh Conan đã phát hành được gần 30 năm kể từ khi ra mắt cho đến nay. Thám tử lừng danh Conan đã trải qua những thập kỷ huy hoàng với sự đón nhận nồng nhiệt từ vô vàn độc giả trên khắp thế giới. Thế nhưng, vì sao cho đến hiện tại, từ cơn sóng cuồng Conan giờ bộ truyện đã mất đi sự cuốn hút, thậm chí có ý kiến cho rằng càng về sau Conan càng chán và nhạt. Theo dõi Conan từ những ngày đầu, chắc hẳn bạn sẽ biết bộ truyện tranh này có độ dài cả trăm tập với hàng nghìn chương truyện và vụ án. Cho đến nay, rất nhiều độc giả đã có ý kiến về việc bộ truyện quá dài dòng và mãi chẳng thấy kết cục đâu. Điều này làm cho độc giả có phần chán chường vì quá lâu để chờ xem kết cục của bộ manga. Thêm một điểm trừ cực lớn nữa là ở những tập sau này, các vụ án được xây dựng rất tẻ nhạt, cho thấy sự thiếu ý tưởng của tác giả. Nếu như ở 40 tập đầu, bộ manga đưa độc giả tới từng cung bậc cảm xúc đến nghẹt thở với những vụ án ly kỳ, mới lạ và lôi cuốn, vừa mang nét hiện đại lại pha trộn sự cổ kính và tâm linh như vụ án mạng ở thư viện Baker, vụ án biệt thự miệng quỷ, vụ án Sonata ánh trăng, khiến cho độc giả phải lạnh gáy nhưng vẫn không thể ngừng đọc, thì ở những tập sau này, các vụ án được xây dựng theo mô típ cũ quanh đi quẩn lại với những tình tiết quen thuộc, thậm chí là nhạt và vô lý. Vô lý ở chỗ, dù đã qua rất nhiều tập mà chẳng ai nhận ra Conan giả giọng Mori Kogoro, thậm chí đến ông chú gà mờ cũng chẳng nhận ra. Không chỉ vậy, động cơ gây án và thủ pháp gây án của các hung thủ cũng rất vô lý, nhảm nhí và rối ren. Những độc giả theo dõi Conan từ ngày đầu đã rất háo hức mong chờ màn lộ diện của ông trùm và cuộc chiến giữa hai phe trắng đen. Thế nhưng có những độc giả chờ đến lúc đi lấy chồng sinh con rồi cũng chẳng thấy ông trùm đâu. Nói thẳng thắn thì đúng là dùng cả thanh xuân để chờ kết cục. Một trong những lý do níu giữ độc giả ở lại với cuốn truyện là màn lộ diện thật sự của trùm băng đảng tổ chức áo đen. Nhưng chờ mãi, đến ngắn ngẩm mà mới chỉ có một năm kể từ khi Conan bị teo nhỏ, đã thấy tác giả lại kéo dài thêm bộ truyện với màn tìm hiểu về Dung và các thành viên khác thay vì đi thẳng vào vấn đề mà độc giả chờ đợi gần 30 năm. Những sự sa sút của bộ manga này đã khiến hình tượng Conan ít nhiều mất vị thế trong lòng độc giả. Vì vậy, họa sĩ Gosho cần phải tiếp thu những ý kiến và khắc phục để Conan có thể quay trở lại với những vụ án chất lượng hơn, lôi cuốn hơn. Và mặc dù vậy, một sự thật vẫn diễn ra rằng dù thế nào đi chăng nữa, trong lòng độc giả Conan vẫn là tượng đài số 1 về manga trên tháng. Những độc giả Việt Nam vẫn rất yêu quý và đón nhận bộ manga này dù thế nào đi nữa. Bởi vậy, những góp ý và chê bai mà độc giả đưa ra chỉ là của một bộ phận nhất định, và họ cũng chỉ mong thám tử lừng danh Conan có thể quay trở lại đỉnh cao huy hoàng như thời kỳ đầu.